Chỗ này chính là chiến trường của các cậu. Ok, được. Bye bye. Có chuyện gì thưa ông Hoàng? Vị này là giám đốc của phòng đầu tư ngoại hối, tên là Eric. Được. Chào ông. Phan Lãnh Thanh, Bao Văn Long. Xin từ nay giao cho cậu. Được. Ngồi đi. Tại sao hai cậu lại cho rằng mình có đủ tư cách để bước vào nghề này? Ok, khỏi trả lời. Nhưng vào nghề này thì dễ, bị đá ra càng dễ hơn. Hai cậu có năng lực hay không sẽ biết ngay lập tức. Chúng tôi tin chắc mình sẽ làm thật tốt. Coi như hai cậu có lòng tin, tôi sẽ trắc nghiệm. 99 nhân 345 là bao nhiêu? 3, 4, 1, 5, 5. Cậu tính toán cũng nhạy lắm. Tôi có cách tính nhẩm đơn giản. Ta lấy 345 cộng thêm 2 số 0 rồi lại chia cho 340. Thực ra nếu nói về độ nhạy bén trong tính toán, tức là điều kiện cơ bản để vào nghề, nếu cậu đem 10.000 qua Macau đánh bài thua còn 200, cậu sẽ làm gì? Tôi sẽ đặt hết bu luôn tài xỉu. Làm như vậy rất dễ mất vốn đó. Tôi làm việc rất cẩn thận, tôi sẽ mua sẵn vé tàu trở về. Còn cậu? Tôi sẽ chơi hết một ván, tìm một vận may cho mình. Tại sao? Nhiều cơ hội, có nhiều khả năng. Cũng đúng. Ok, để tôi nói về quy trình làm việc chính thức cho hai cậu biết. Hai cậu mới vào, tức là nhân viên mới, mỗi người sẽ được điều động 3 triệu đô. Mỗi tuần sẽ làm bản báo cáo hối đoái cho tôi. Nếu lỡ hai cậu lỗ mất 3 triệu, thì lập tức cuốn gói ngay. Nghe rõ chưa?